Thanh Liêm xin kính chào bà con cô chú cùng các bạn nha. Thì hôm nay thì Thanh Liêm có xuống Vĩnh Long để tìm chị Bích. Thì hữu duyên thì Thanh Liêm đã tìm được nhà chị Bích. Nhưng mà trong giờ này thì chị Bích đã ngủ rồi. Thì Thanh Liêm cũng không có dám mạo muội làm phiền chị Bích. Thì để cho chị Bích nghỉ. Thì bây giờ trước đây Thanh Liêm có gặp được cô là mẹ của chị Bích. Mẹ với cha. Dạ. Thì bây giờ Thanh Liêm xin phép xin lỗi là nãy kêu cô rồi kêu bác để được trò chuyện với bác để hỏi chuyện về chị Bích. Dạ con chào bác à. Dạ, cảm ơn chú. Dạ bác Chào thứ mấy chú. bác? Dạ con kêu Dạ, nặng. tôi thứ tư. Dạ bác Tư. Dạ con xin lỗi bác Tư thì bữa nay con xuống con làm phiền bác Tư thì con xin hỏi bác Tư chút xíu về chị Bích đó bác Tư. Dạ bác Tư vui lòng chia sẻ với con cháu ha. Dạ. Dạ chị Bích giờ này đâu rồi bác Tư? Giờ này nó nghỉ trưa rồi chứ. Dạ. Thường thì chị Bích mấy giờ mới đi bác Tư? Nó thường thường là 2 giờ rưỡi, Dạ. 2 giờ rưỡi nó đi tới 6 giờ mấy hay 7 giờ gì tới nhà. Dạ. Rồi về cũng mua này, mua bánh, nhiều khi bánh rồi nhiều khi cơm hộp, nó mua thì cái nào là ý thích thì nó mua. Dạ con thấy tình hình của chị Bích lúc này ổn không bác Tư? Thấy cũng được, được Dạ được. Đi thì nói thì đến thinh à, mà cũng về sớm. dạ thường là chị Bích đi vậy là mấy giờ mới đi bác Tư? Mấy giờ chị Bích mới về? 2 giờ rưỡi nó đi cho tới 7 giờ, là 7 giờ chẳng dạng mình đó, thật sự á nó mới về. Bác Tư hồi sáng giờ chị Bích có đi ra ngoài không? Có Dạ đi lấy cơm rồi ăn, cũng tới lui ở trong nhà vậy tới ha. lui dạ đi quét nhà, dạ cũng quét lỗi. nó quét tiền lương dạ của nó. Hai bữa là mát nó tới lương rồi, nó dạ bởi hổm mấy anh anh ghẻ nó dạ rồi nghe nó mát nay 2 bữa rồi tới lương, mát tháng lương dạ mấy đứa nó thấy cừ thì cũng mà chi 2 bữa vậy là năm của chục chị, dạ là lương của chị Bích là được 50.000 năm chục ha ngàn bác. Dạ ngày 25 ngàn dạ mà lấy một lần vậy, ngày nay không lấy ngày mai mời lấy đó, dạ đúng 2 ngày là lấy hả. dạ Còn đồ ăn thì lấy rồi tao ra ngoài tao muốn mua gì tao mua. dạ dạ Vậy đó, con thấy từ đây đi ra ngoài chợ xa quá mà ngày nào chị Bích cũng đi trơn hả bác? ngày nào cũng đi hết trơn mấy dạ chú à, dạ bởi là bác cũng lo vậy lắm, chừng dạ nào mà nó về tới nhà mất mới dạ có khi mình. nào mà chị Bích đi xa quá mà không nhớ được về không Có bác? mấy năm trước hồi lâu rồi, Dạ cách đâu chừng 5 6 năm nay dạ người ta chở, dạ ta thấy vậy người ta dụ người ta chở mà nó khôn lắm, đi tới cầu Bình nó kêu ngừng xe nó xuống không dám, nó không ngừng chạy nên nó không chạy một đêm nó chờ nó ta nói nhà tôi hết ngủ chưa, xuống tới Cái Chanh đó. Cả tranh là từ đây xuống đó là bao xa bác Tư? Xa chứ, Dạ xuống Cái Chanh đều nghe nói Cái Chanh chứ tôi cũng không biết cái đường, chắc cái đường bên chợ 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 Sơn Đông mình vô đây nè, đi dạ ngay xuống dạ đi hoài xuống dưới chỉ đi hoài mà chỉ không biết đường về nhà đó Tư không biết, nguy hiểm quá. người ta trả, dạ ta chở người ta trả. dạ Vậy dạ đó. chị bị bệnh như vậy là đến đây là bao nhiêu năm rồi bác Tư? Năm nay là hai mấy năm rồi đó, 22 năm rồi, Dạ 22 23 năm rồi đó. lúc chị bệnh là bao nhiêu tuổi bác Tư? Nó 21 tuổi, Dạ nó trời học tới tội lớp nghiệp quá, 8 rồi chú ơi. tội nghiệp dữ quá, Đi học ở lớp 8 rồi cũng cho nó. tội nghiệp chị giờ cũng tội nghiệp cho bác Tư trai bác Tư gái Mấy cũng năm mang nay, tiếng phải lo mấy tôi chuyện cũng thằng lo dữ đấy. lắm. Thằng Thằng này hai đó. lớn rồi. dạ dạ Đi dọn đất về đó chú ơi. dạ Không được rồi. Bên đó bị có đám Dạ. cũng già rồi, chú này cũng 80 tuổi rồi Dạ. mà cũng bị bệnh bệnh thận, chạy thận Dạ. mấy năm nay. Dạ. Thường là tới 2 giờ rưỡi rồi chị Bích mới đi ra khỏi nhà hả bác Giờ 2 giờ rưỡi Tư? Dạ. Còn buổi có sáng khi giờ 3 là giờ không có chừng khi cũng 3 giờ nhưng mà rồi đi gì mà tới 7-8 hết thời sự mới về. hết thực sự chẳng dạng mình đó, Có có khi nào khi mà chỉ đi không về không bác Tư? Đi có không là về. không có Dạ. đi là tới giờ đó là
cứng lắm, 7 giờ rưỡi cũng về tới hả? Dạ. Chị hình như là con thấy cái người địa phương ở đây ai người ta cũng biết chị Bích hết trơn. Biết hết trơn. Người ta biết chị vô tới đây luôn. Dạ dạ. Ai ngoài đi. lộ cái ở ngoài đó mình ta cũng còn dạ biết. Dạ chú hả, nó đi có khi nó đi tới Vĩnh Long luôn á. Trời ơi, rồi vậy rồi sao chị vậy? Thì nó đi rồi nó quậy trở lại. Dạ. Vậy á, quen nó chịu nó rồi. Dạ. Nó đi cái đường mà đường bệnh viện với cửa bệnh viện mình đó, xe qua ngoài nó 3 tiếng vậy đó. Dạ dạ. Chỗ đài truyền hình. Đài truyền hình dữ sai dữ vậy. Đường nó đi từ hồi nãy với con chạy xuống đây con thấy 10 mấy cây đó. À, bởi vậy nó đi chú coi nó đi vậy cái thành ra tới đó nó quậy với lại vậy nó hơi tối đó. Dạ. Rồi nếu mà chỉ đi vậy rồi gia đình mình có đi kiếm chỉ không bác Tư? Mấy năm trước rồi tôi cũng theo kiếm, bây giờ 2-3 năm nay theo hết nổi. Dạ. Mấy anh mấy chị đâu cũng không có theo kiếm luôn. Không. Tới đó chừng tới giờ nó về. Hay ha, vậy là chị cũng biết hay á. Ví dụ như nó đi ra cái trạm đó lại tới cầu Hồng Binh, rồi tới đó nó quay trở lại hả? Ví dụ vậy đó. Dạ. Chứ không đi xa nữa. Giờ cái sinh hoạt hàng ngày của chị Bích sao bác Tư? Thì nó cũng ăn uống bình thường. Dạ. Có gì ăn nấy hả? Dạ, rồi. Như chỉ sinh hoạt như giặt đồ đồ á là chị thì giặt đồ tiếp là... bác Tư bình thường vậy ha. À, của nó giặt. Chị không cho ai đụng tới hết. Không. Có gì là chị cũng kỹ tính lắm á. Dạ. Rồi vậy. Của nó giặt. Dạ. Tôi giặt cái nó làm dữ lắm. Dạ. Cái nói ai mượn bà vậy? Tôi để cho tôi ai mượn vậy? Đương con mà nó giờ xàm. Con nữa. Dạ. Mà nghe lo cho nó xàm. Dạ. Nó nói bà mà vậy là có hết có chồng có con gì được rồi. Ở giả suốt đời tôi rồi. Cái gì bà cũng hước hết trơn rồi. Dạ. Thấy mẹ lo quá thì được mẹ lo có phước mà. Đấy vậy? Dạ. Trời ơi, nhiều khi nó chửi tôi với ông này cụ bơ bắp rồi. Dạ. Chửi. Dạ. Chặt một chút khi nó chửi. Dạ. Nó nói phải chừng công an, mấy ông công an vô bắt ông với bà bây giờ. Ừ, bắt thì ăn cơm nhà nước, khỏi tốn tiền nhà, cơm nhà. Còn thấy Duy Bích nói chuyện mấy em cũng vắng rồi, thấy cũng dễ thương lắm đó. Từ cái chuyện nhỏ nhẹ rồi cũng... Ừ, mà có cái chuyện gì bực tức ở nhà, nó gậy la không cho đi, nó làm dữ lắm. Đi cái đi quen rồi, bây giờ cái mình không cho đi, cái chỉ dạ. Bực đó. Dạ. Trời ơi, mấy ông nó vô tới nhà này tiêm thuốc ngừa cho nó mà nó không cho nó. Dạ. Chịu đợi đầu hàng luôn. Dạ. Mà trời Phật cũng che chở. Dạ. Cũng khỏe, cũng mừng. Vậy là không mà Covid tới giờ chị Bích nó chưa chích thuốc ngừa luôn. Nó đâu có cho đâu chích. Anh hai nó làm dữ mà không. Đó là đúng. Ở nhà này là 3 mũi, 4 mũi hết trơn rồi đó. Dạ. Mà cũng ông bà che chở nó chú ơi. Dạ, ông bà che chở ha. Dạ, cũng khỏe. Nó không có chạy đậu. Dạ. Dạ. Nên nó không có bệnh hoạn gì hết trơn á. Dạ. Bà chỉ biết cái vụ dịch Covid đâu không á? Biết. Biết mà không cho chích luôn ha. Không. Và trong cái thời gian đó là ở cái khu vực bệnh này có ai bị Covid mà dạ, dạ. Không? Không, không có. Ví dụ cảm ho rồi vài bữa có cái thằng cháu bên đầu cầu này nó bị cách ly đâu tuần lễ. Dạ. Nó mận công ty trên bà vừa mình nè. Dạ. Rồi bây giờ nó dịu bình thường như ở đây dạ dạy nó cũng nhấp hết trơn chứ. Dạ, ở đây nói chung cảm thôi chứ không có cái tình trạng mà dẫn đến tử vong ha. Không dạ. Cảm không à. Cái thời điểm trước thì ở Long Xuyên cũng nhiều lắm nhưng dạ. Mà nó dạ. Cảm và ho rồi nặng ngực cái uống thuốc vài bữa cái qua chuông. Dạ. Chị Bích vợ còn lãnh ba cái thuốc mà uống không bác Tư? Còn. Lãnh bên trạm xá mình nè. Dạ. Một tôi. Ngày như là chị uống, con thấy mấy anh em đều phỏng vấn là nói chị nó uống thuốc gì. Ừ, nó nói vậy chứ đâu có dữ vậy chú ơi. Nó nói ma, nó thấm nó vậy, uống dọc dữ vậy. Bởi vì con coi con cũng thấy mà vui, thấy thương chị, cho nên mới đi xuống tới đây con tìm chị. Dạ, không có, bây giờ tao phát có anh thứ thuốc à. Dạ. Thứ thuốc vàng, nó sáng uống viên, chiều viên. Chị bài rồi. Thuốc, chị nói một ngày chị uống gì mà... Mấy duyên thì uống thuốc ngừa vậy đó. Ngừa Ovid hả? Đâu có ai phát đâu ngừa. Phát thuốc thì nó ăn được ngủ được thôi đó. Dạ. Bình thường chị cũng đâu có quậy phá gì trong gia đình đâu hả bác Tư? Không có. Dạ. Có hồi mấy năm phát bệnh. Dạ. Phát bệnh là nó chữ. Dạ. Không cho nó đi á, ràng dạ. Buộc nó chữ. Có cái vấn đề gì mà tác động mà khiến chị Bích mà đến mà bệnh gì không bác Tư? Chị Bích xưa học giỏi không bác? Nó học cũng đỡ lắm thôi mà tại vì ông thầy giáo cánh rồi đó đó. Yeah. Sáng về bắt nhỏ đi trực trường. Yeah. Rồi trưa đi bắt nhỏ chiều cái gì nghỉ đi học. Yeah. Mà đây ra tới ngoài cái cầu Bùng Binh mình ngồi qua ngoài cái cầu Bùng Binh cũ của mình đó chú. Dạ yeah, dạ. Yeah. Gần ngoài bệnh viện đó. Dạ. Yeah. Thành ra nó đi bộ không phải được vậy đâu. Dạ. Yeah.
đi đây xa ngoài quá, đi bộ quá ở vậy rồi nó thôi học không nổi mà nghỉ cho nó học cũng giỏi lắm. Dạ yeah. Giỏi gì bởi vậy nó mới viết làm văn rồi được đó. Dạ yeah. Cái đó những cái bài văn cũ ngày xưa của chị Bích tới giờ bác Tư còn giữ bài nào không? Nó học thuộc lòng rồi thôi, đốt mẹ hết trơn, đốt bỏ luôn. Yeah. Nó đốt cuồng bự vậy quá nó viết nó quấn quấn lại đốt bữa. Yeah. Nó lên cơn rồi nó đâu có thấy đâu có biết đâu đem ra nó đốt hết trơn. Dạ yeah.